Này, anh đi đứng kiểu gì đấy hả? Anh đâm vào xe của tôi suốt hết xe rồi đây này. Đền tiền cho tôi đi. Này, cô nói cái gì đấy? Cô đi sai đường đấy. Tôi không thấy tôi sai. Anh đừng có mà lơ lẹo. Bây giờ anh đưa số điện thoại đây. Tôi mang xe đến gara tô sửa. Sau đấy tôi sẽ gửi hóa đơn cho anh. Này, tôi đang thắc mắc là cô có bằng lái xe không đấy? Chẳng ai đi như cô đâu. Mà xe cũng chẳng hỏng hóc xước xác gì cả. Bắt đền cái gì mà bắt đền? Trời cũng giàu sang đấy. Mà kiếm tiền kiểu đấy à? Này, anh tính đi đâu hả? Anh đền cho tôi đã. Cô nhắm bắt đền được tôi không? Gọi đi. Tôi nghĩ là chuyện này ấy, bỏ qua đi. Đừng có đợi tôi gặp lại anh. Chị sửa gì hả chị? Duyên quá nhờ. Ông trời có câu rồi. Người đang làm và trời cũng đang nhìn. Ngày hôm nay nhá, anh phải xem cho thật kỹ cái xe của tôi hỏng ở đâu, sửa tử tế vào. Tôi là khách. Cô yên tâm đi, tôi sẽ làm đúng trách nhiệm của mình. Mà tôi là thợ mà, tôi sẽ biết lỗi nào do sáng nay va chạm gây ra. Hóa đơn tính cho anh. Cái gì cơ? Cô vừa đi vừa rồi chứ. Mà đây chưa chắc là phải xe của cô đâu nhá. Này, anh quá đáng rồi đấy. Lúc buổi sáng thì anh nói là tôi không biết lái xe, còn bây giờ thì anh lại nói. Đây, nhìn cho thật kỹ vào. Tôi xin lỗi, nhưng mà xe này như đến tiệm của tôi bảo dưỡng vài lần rồi. Tôi nhìn qua là biết ngay mà. Nhưng mà mọi lần là người khác. Đấy là chồng của tôi. Chồng cô? Này, cái thái độ của anh ý là tôi không thể có chồng được hay sao? À không, tôi xin lỗi, tôi không có ý đó. Biết thế là tốt. Xem thế nào sửa cho nó kỹ kỹ vào. Không tôi báo cáo với ông chủ của anh ấy. Mất việc đừng có trách. Nếu mà là vợ thì hình như không phải. Này, kiểm tra cho kỹ vào đây nhá. Dạ vâng. Đi. Dạ. Em yêu của anh làm sao đấy? Không có tiền, ngưu ông anh khó chịu. Thì em phải từ từ đã chứ. Tiền nong bây giờ có phải dễ kiếm đâu. Anh làm sao mà lập tức có lương số tiền đấy được? Mọi lần ý, anh đều bảo con mẹ bổi của anh đưa cho còn gì nữa. Lần này cũng bảo nó đưa cho. Chắc là lại thương tiếc. Kìa. Tiền có phải muốn moi là moi được đâu. Không cẩn thận cô ta nghi ngờ. Lần sau móc đâu ra chỗ mà moi. Rồi ạ, anh phải tìm lý do chứ. Nhưng mà anh chưa nghĩ ra. Anh về rồi à? Anh sao đấy? Ở công ty có chuyện gì à? Công ty đang huy động vốn của anh em. Bây giờ mình có một ít tiền đổ vào đấy, vị trí mới bền được. Sau này có chức nọ chức kia thì mới dễ được cất nhắc. Ôi giời ơi, em thấy cứ lắm chuyện. Anh không cần mua cổ phần. Ở công ty anh làm tốt tất cả mọi thứ của anh thì có ai đuổi việc anh? Vợ người ta nghe thấy thì sốt sắng đem tiền cho chồng đi mua cổ phần. Đằng này vợ mình thì cứ như nước đổ lá khoai ấy. Bảo sao mãi không khá lên được. Nhưng mà cái vấn đề là em không có tiền. Anh bảo em cướp ở đâu ra? Anh muốn mua tự nghĩ cách đi. Rút tiền bảo hiểm của trẻ con về. Cái gì? Mua bao nhiêu năm như thế rồi có dùng đến đâu. Em nói cho anh biết nhá. Em không đồng ý cái việc rút tiền bảo hiểm của tụi nhỏ. Em nói không là không. Cổ ấy, đúng là có loại đàn bà thiển cận. Đời thủa nhà ai chồng nói vợ cứ ca nhem nhẻm ra. Tôi nói cho cô biết này, tôi nhất định phải có số tiền này. Cô không rút tiền bảo hiểm ấy thì đi vay ai thì vay. Anh muốn vay ai đấy là bản thân anh phải tự lo. Đời thủa nhà ai chồng đợi vì cái sĩ diện của bản thân xong rồi về chút lên vợ con như thế. Tôi nói cho cô biết nhá, cô là vợ của tôi, cô mà có ăn đòi láo như thế tôi vả cho rơi răng đấy.
Úi giời ơi, có một cái chuyện đấy mà anh không làm được à? Thế bây giờ em lấy gì mà tiêu? Mà chơi à? Em hít nước lá để sống à? Được rồi, anh biết rồi. Dạ vâng. Em nói như thế không sợ người ta biết à? Sợ cái gì? Nếu là anh nhá, em đã làm cho cô ta im miệng, ngoan ngoãn mà đưa tiền rồi. Tiền thì cô ta giữ, anh cũng đánh cô ta rồi mà không làm gì được. Chẳng lẽ bây giờ giết cô ta à? Không được. Sao mà không được? Xe đây, bảo đấy là sự cố. Trách cô ta tay lái non thôi, không kiểm tra xe kỹ trước khi đi. Nhưng mà... Thôi cứ làm thế đi. Hay là anh tiếc nuối. Bây giờ anh chọn đi. Một là cô ta, hai là em. Này anh kia. Dạ. Tháo phanh xe trước cho tôi. Cứ làm đi, tôi trả anh 10 triệu được chưa? Chỉ cần anh im miệng thôi. Dạ chị ơi, không được đâu ạ. Những chuyện gây nguy hiểm cho cái khác như này em không làm đâu. Cái thằng điên này, mày là thợ, tao là khách, tao bảo gì mày làm đấy đi. Hay là chơi ít? Dạ không ạ. Anh chị có cho nữa em không làm đâu. Mà em khuyên anh chị nhá, anh chị phải suy nghĩ trước khi làm đấy. Anh chị điên rồ vừa thôi. Này, mày im cái mồm vào. Chuyện của bọn tao không kiếm này bao đồng nhá. Cầm lấy tiền vào làm đi. Này, mày có còn muốn làm việc ở đây nữa không? Dạ anh ơi, nếu mà anh muốn anh cứ báo ông chủ em đi. Những chuyện trái lương tâm hại người khác như này á, em nghĩ cho ông chủ em không làm đâu. Được danh con này. Thôi anh, không phải nuôi con loại ngu đần này. Đã nghèo còn sĩ, chê tiền à. Đi. Nhân viên gara ô tô hôm trước đã va chạm với cô. Tôi gọi để nhắc cô rằng từ giờ không nên đi xe của cô nữa. Nếu đi cần phải kiểm tra thật cẩn thận, kẻ nguy hiểm đến tính mạng. Này anh, nếu đây là cái cách để anh muốn tôi mang xe của tôi qua lại gara của anh ấy thì nó không phải là cách hay đâu. Tôi biết cô không tin, nhưng tôi chỉ muốn tốt cho cô thôi. Có người đang muốn hại cô. Này anh đừng có phải nói linh tinh. Sao trên đời lại có người điên như anh được nhở? Nếu cô không tin, nói cho tôi biết địa chỉ của cô đi, tôi sẽ đến đó. Địa chỉ là... Anh đây rồi. Bây giờ anh phải giải thích rõ ràng cho tôi. Còn nếu như anh không giải thích được, tôi sẽ đưa anh lên công an đấy. Đây. Đây là tình trạng phanh xe của cô. Nó đã được điều chỉnh để khi cô đi được một đoạn, cô sẽ không điều khiển xe được nữa. Tất cả các vụ tai nạn đều do lỗi kỹ thuật. Chỉ đơn giản là cô không kiểm tra kỹ trước khi đi mà thôi. Ai dám làm chuyện này? Cô có nhớ rằng tôi từng bảo với cô là cô không phải là chủ nhân của chiếc xe này không? Có một người đàn ông đã đến sửa xe. Anh ta hình như là chồng của cô. Và đi theo một người phụ nữ nữa. Hai người họ có yêu cầu tôi rằng là điều chỉnh chiếc phanh xe này, nhưng tôi không đồng ý. Anh đừng có mà đổ oan cho người khác. Cô nghĩ xem, tôi không hề quen biết cô, tại sao tôi phải làm vậy? Cô nghe tôi đi, tạm thời để xe lại đây rồi tìm hiểu. Tôi đã nhắn tin lên nhóm thợ xe, chắc chắn sẽ tìm ra người đã điều chỉnh chiếc phanh xe này. Tôi biết là cô rất là khó chấp nhận, nhưng đừng để bản thân của mình và con cái của mình rơi vào tình trạng nguy hiểm. Đây. Đây là số điện thoại của tôi. Có gì thì cô cứ liên lạc với tôi. Này, anh nhớ đến đấy nhá, phải gào to vào, diễn cho đạt vào. Số tiền bảo hiểm đấy không ít đâu. Đi, đi. Ôi trời ơi, vợ ơi, sao em lại ra nông nỗi này, vợ ơi. Thằng này, sao mày lại ở đây? Tôi phải ở đây chứ, chính tôi là người đã báo cho anh biết mà. Vợ, em có làm sao không? Cái thằng này, nó gọi điện, nó bảo anh là em bị... Thôi, anh đừng có mà diễn kịch trước mặt tôi nữa. Tôi biết hết anh định làm gì rồi. Kìa,
Em nói cái gì đấy? Tôi đã yêu cầu trích xuất camera. Hai người đến đây làm gì? Bao nhiêu lần tôi đều biết hết đấy. Em à, tất cả ấy, nó chỉ là hiểu lầm thôi. Cái gì cơ? Hiểu lầm á? Anh xem việc anh âm mưu giết vợ anh là hiểu lầm á? Hả? Thằng kia, ở đây không phải việc của mày. Tại sao không? Tôi chính là nhân chứng cho việc hai người âm mưu giết cô ta đấy. Này, mày đừng vu khống nhá. Có bằng chứng không? Tôi có đầy đủ bằng chứng. Tôi dám đứng đây trước mặt hai người thì chắc chắn tôi đã có bằng chứng rồi. Nên hai người không phải thách. Tôi cũng đã nộp cho công an. Hai người đứng đấy và chờ trả giá. Hai người nhìn kỹ biển số xe này đi. Đây chỉ là một cái chiếc xe tương tự như vậy thôi. Còn chiếc xe mà hai người âm mưu giết cô ấy đã được đưa lên phường để điều tra rồi. Mày, thằng khốn nạn, mày phá tao à? Mày là cái gì của cô ta à? Tại sao mày phá chuyện của tao? Hôm nay tao sẽ cho mày một bài học. Này, tao nói cho mày biết nhá, thằng này chúa ghét những thằng đàn ông ngoại tình đấy. Vợ đẹp con không muốn, lại muốn cơm no ấm cật. Mày thằng khốn nạn đấy. Thôi anh, cầu xin anh. Tôi vẫn thật sự không hiểu. Tôi đã một lòng một dạ vì anh. Anh muốn cái gì cũng được, kể cả trong công việc hay là cuộc sống. Tại sao anh vẫn tìm một người con gái khác ở ngoài kia và thậm chí tìm cách để giết hại tôi? Có phải chỉ vì số tiền bảo hiểm không? Sao anh khốn nạn thế hả Cường? Vợ ơi, em, anh xin em đừng báo công an nhá. Tất cả chuyện này là bị cô ta dắt mũi đấy. Chứ anh không có ý như thế đâu. Em tha lỗi cho anh nhá. Anh hứa. Tôi đều. Anh đổ tội cho tôi. Nếu mà anh không chơi bời ấy, có gian nông nỗi đấy không à? Mày im đi. Tao mất hết tất cả là vì mày đấy. Tao sắp ngồi tù là do kế hoạch ngu ngốc của mày đấy. Thôi, im hết đi. Bước đi, ra khỏi tầm mắt của tôi. Đi. Tất cả chỉ là cơ duyên thôi. Nếu ngày hôm đó tôi không va chạm xe với cô thì tôi đã không có cơ hội anh hùng cứu mỹ nhân rồi. Thôi, cô vào trong nghỉ ngơi đi. Hai người họ sẽ có chính quyền giải quyết. Việc của mình bây giờ là phải sống thật tốt,